Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con có chút lễ vật kính gửi đến các đấng thần linh, các vị thần tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa. Hạn hán đã lâu, con cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài món đồ đơn sơ để con liệt kê một cái nha. Mù xít vô. Cùng bò kho hủ tiêu, phơ bánh mì bún mọc mì tôm, gà quay trình quay bún mâm, bò lá lớp bánh bao bánh bèo, cơm tăm sườn rám bánh đúc, nem bún dinh cháo mực bò viên, sò lông càng cua rán mùi, bồ câu quay lẩu cua cơm gà. Hào ốc mớ sao mé, tôm rim miếng cua xôi già, canh chua gà nướng lưu chân giả cây, mạch tuột chiên heo sữa quay lương xào lăn, mì xào giòn cơm chiên, bánh canh tôm luôn nướng già, mực dồn thịt canh măng, chim cũng quay bánh xèo cà ri. Tôm nướng bồn chiên bánh đúng, bao tứ hầm bánh khọt miền Trung, gà ri hầm thêm ruộng bắn, mì quảnh thánh lâu cua sốt cà, nem nướng mừng chiên nước mắm, dê hấp gừng cũng lộn xào me, bào ngư thịt heo ung khói, gà ru ti lầu lá giang trứng gà. Nam mô A Di Đà Phật. Năm nay dân chúng làm ăn thất bại nên không cúng dường nhiều, nên con chỉ có vài món đơn sơ này thôi. Chắc chư vị thần tiên ăn no rồi phù hộ cho dân làng của con được mưa thuận gió hòa nha. Nam mô A Di Đà Phật.